Hai ngày nay, nhiều người dân ở huyện Lộc Hà, tỉnh Hà Tĩnh đổ xô ra dọc bờ biển Nhạc Sò Long do sóng đánh tấp vào bờ. Sau ảnh hưởng của bão số 4, có mặt tại xã Thịnh Lộc, huyện Lộc Hà, người dân tập trung thành từng nhóm sử dụng các loại vợt, xô chậu, bao tải để nhặt sò long. Nhiều thanh niên khỏe mạnh liên tiếp lội ra biển cách bờ khoảng vài chục mét, sâu từ 40 đến 70cm để cào sò long ở dưới lớp cát. Sò long nằm dưới mặt đất khoảng 5cm. Một người dân ở huyện Lộc Hà cho biết, vào các năm sau đợt mưa bão thì nhiều người đều kéo nhau ra đây bắt lọc biển sò long. Người bắt được ít thì đem về nhà ăn, nhiều thì bán cho các thương lái ngay tại bờ biển hoặc đưa ra chợ, nhà hàng bán. Mỗi ngày, một người có thể nhặt được 10 đến 30kg sò long, bán với giá từ 15.000 đồng đến 20.000 đồng một ký. Nhiều người dân ở huyện Lộc Hà cho biết, ảnh hưởng của bão số 4 vượt qua và các đợt mưa lớn kéo dài, sóng biển đánh mạnh, khiến sò long ở dưới đáy biển cách bờ khoảng 3-4 hải lý bị đánh trôi dạt tấp vào bờ biển với số lượng khá lớn. Theo một lãnh đạo xã Thịnh Lộc, huyện Lộc Hà, riêng trong năm nay, đây là lần đầu tiên hải sản dạt vào bờ sau bão. Ước tính số lượng sò bị sóng đánh vào bờ khoảng 5 tấn, mang lại nguồn thu nhập khá cho người dân.